Xin chào các bạn vừa được xem demo xong một tính năng cực kỳ hay ở trên chiếc loa LG Xbox Go BL5 với mức giá chỉ khoảng 1,4 triệu đồng mà thôi các bạn ạ. Và đây nó cũng chỉ là một trong số rất là nhiều những cái tính năng cực kỳ là hấp dẫn ở trên BL5 thôi, và mình đã sử dụng chiếc loa này được khoảng một thời gian cũng tương đối rồi. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ với các bạn về những tính năng cực kỳ hay và tại sao thì các bạn hãy nên sở hữu cho mình một chiếc loa di động BL5. Thì video ngày hôm nay các bạn sẽ có được câu trả lời. Let's go! Và nếu các bạn nào mà đang muốn sở hữu chiếc LG Xbox Go BL5 với mức giá cực kỳ là hấp dẫn tùy từng thời điểm khác nhau, nó sẽ có những chương trình sale khác nhau, thì đừng quên ghé qua Di Động Việt nha. Link thì mình sẽ để trong phần bình luận cũng như là phần mô tả của video hôm nay. Di Động Việt chắc chắn luôn rồi, nếu các bạn có mua online á, thì cũng được free ship tận nhà luôn nha. Cho nên là các bạn có thể là yên tâm về chính sách bảo hành đến từ bên nhà Di Động Việt cũng như là chính sách ship hàng rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng quay lại với LG Xbox Go BL5. Thì hồi nãy mình có vừa demo cho bạn một cái tính năng mà mình thấy cực kỳ là thú vị. Đối với những bạn nào mà các bạn thường xuyên sử dụng máy tính này và sử dụng điện thoại đúng không? Thì khi mà chúng ta muốn nghe nhạc, các bạn thông thường sẽ kiểu như là chúng ta sẽ phải sử dụng hai cái loa, hoặc đơn giản là cứ mỗi lần mà muốn sử dụng âm thanh bên nào thì sẽ cần phải kết nối với bên đó đúng không bạn? Tuy nhiên ở trên chiếc LG Xbox Go này thì các bạn chỉ cần kết nối duy nhất một lần mà thôi, và nó sẽ kết nối đồng thời được cả ở trên một chiếc laptop lẫn một chiếc điện thoại các bạn ạ. Và ví dụ như các bạn lúc đó các bạn muốn là khi mà chúng ta làm việc chúng ta không sử dụng điện thoại và chúng ta nghe nhạc ở trên laptop mà thôi, thì các bạn mở nhạc ngay lập tức thì ở trên chiếc BL5 nó sẽ nhận ra được tín hiệu âm thanh từ laptop, nó sẽ phát nhạc từ laptop cho các bạn. Hoặc đơn giản là ví dụ như là các bạn muốn nghỉ ngơi một chút xíu, các bạn không muốn sử dụng laptop nữa, các bạn muốn xem YouTube nhanh ở trên điện thoại thì các bạn cũng không cần thao tác gì cả. Các bạn chỉ cần duy nhất một thao tác thôi, mở YouTube, bấm phát thì ngay lập tức BL5 nó sẽ nhận diện được các bạn bây giờ đang muốn sử dụng ở trên điện thoại. Nó sẽ phát âm thanh ở trên điện thoại. Hoặc giống như cái phần đầu các bạn có thể thấy rằng là mình đang nghe nhạc ở trên laptop và có một cuộc gọi đến thì BL5 ngay lập tức nó sẽ chuyển sang kết nối với điện thoại để chúng ta có thể điện thoại được luôn. Bởi vì ở trên BL5 chúng ta sẽ có sẵn luôn một cái micro các bạn. Và cái micro này thì mình thấy rằng là cái chất lượng đàm thoại thì nó cũng rất là tốt trong cái tầm giá loa đâu đó khoảng tầm là dưới 1,5 triệu đồng các bạn ạ. Thực ra thì trước đây cái Xbox Go BL5 này nó sẽ có mức giá, mình nhớ không nhầm là khoảng 2 triệu, nhưng bây giờ thì nó đã có một cái mức giá sale tốt hơn rất là nhiều rồi. Và ngoài cái tính năng rất là thú vị ở phía bên trên thì còn một cái điều nữa mà mình cũng cực kỳ yêu thích khi mà sử dụng BL5, đó chính là Show Boost. Đây là cái tính năng mà mình thấy rằng là nó có thể phá làng phá xóm được. Mặc dù có một cái thiết kế nhỏ gọn như thế này, nhưng khi mà các bạn nghe nhạc ADM mà bật luôn cái tính năng là Show Boost này lên thì ngay lập tức âm thanh sẽ được boost lên cực kỳ lớn các bạn ơi. Ví dụ như là khi mình ở chung cư, cái chung cư chỗ mình là cái chung cư Vinhome thì với những bạn nào mà ở Vinhome các bạn biết là cách âm cực là kém đúng không? Thì khi mà mình mở nhạc ở trên cái chiếc Xbox Go BL5 này, mình mở trong nhà thôi, mình mở vừa vừa thôi, thì ở bên ngoài đóng cửa lại rồi sang nhà hàng xóm rồi vẫn nghe được âm thanh các bạn ạ. Mặc dù là các bạn nhìn vào thì thấy rằng ở thiết kế của nó nhỏ gọn như thế này thì chắc cũng không lớn, công suất không lớn lắm đâu, nhưng mà trên thực tế thì cái âm lượng mà nó phát ra là cực kỳ khủng khiếp nha các bạn. Cái này mà kết nối được thêm với một cái micro thì phải gọi là bao phá làng phá xóm luôn. Buổi tối mà các bạn bật nhạc rồi các bạn hát karaoke thì úi dồi ôi, rất là dễ gây choảng nhau ở nông thôn hay là ở chung cư lắm đây các bạn ạ. Và bên cạnh cái tính năng này thì còn một điều nữa mà mình cũng rất là hài lòng ở trên Xbox Go đó chính là cái việc kết nối. Rất là nhiều những chiếc loa mình thấy rằng là kết nối của nó rất là khó chịu các bạn ạ, đè rồi nhấn này tứ tung lên, hay thậm chí là cái việc mở thì nó cũng rất là mệt. Nhưng mà với Xbox Go thì các bạn yên tâm nha, các bạn chỉ cần nhấn nút như thế này thôi là đã có thể là kết nối một cách nhanh chóng được rồi. Và bên cạnh đó nữa thì các bạn thấy rằng là ở hai bên
trên cái phần loa thì chúng ta sẽ có thêm hệ thống đèn LED nha các bạn. Và cái phần đèn LED này nó có thể nhảy được theo điệu nhạc. Đặc biệt là khi mà các bạn buổi tối xuống, các bạn muốn nghe thể loại nhạc EDM, nhạc sôi động á, thì nó âm bass đập như thế nào thì cái đèn này nó sẽ nháy theo như thế. Nhưng đó mới chỉ là về mặt tính năng thôi các bạn ạ. Tất nhiên khi mà chúng ta đi mua một cái loa hay là một cái tai nghe thì chắc chắn thứ mà bất kỳ ai cũng cần phải quan tâm đó chính là về chất lượng âm thanh, đúng không các bạn? Thì các bạn có thể thấy rằng là với chiếc loa Xboom Go BL5 này thì bên nhà LG có sự hợp tác cùng với một hãng âm thanh rất là nổi tiếng, đó chính là Meridian. Với những bạn nào mà chuyên về âm thanh ấy, thì có lẽ các bạn cũng không còn quá là xa lạ với cái thương hiệu âm thanh là Meridian này, đúng không? Đọc vào cũng khá là méo mồm các bạn ạ. Thì khi mà mình nghe những cái thể loại nhạc EDM, những cái thể loại nhạc sôi động ấy, thì mình thấy rằng là âm bass ở trên BL5 á, nó chắc và nó trầm các bạn ạ. Nói chung là đây là một cái loa mà cực kỳ phù hợp dành cho những bạn nào mà yêu thích những cái buổi tiệc dã ngoại ở ngoài trời, hoặc đơn giản là các bạn ở trong phòng thôi nhưng mà các bạn vẫn muốn nghe những cái âm thanh, những cái thể loại nhạc sôi động á, thì đây BL5 là một trong những cái sản phẩm nhỏ gọn mà nó đáp ứng được cái nhu cầu nghe những cái thể loại nhạc EDM tốt cho anh em nha. Tuy nhiên nói như vậy thì không có nghĩa rằng là giải trap hay là vocal ở trên BL5 nó bị sụt giảm đi, thì không có đâu nha các bạn. Về cái giọng của ca sĩ khi mà mình nghe trong bài hát á, thì nó cũng rất là trong và nó không có bị pha tạp lẫn nhau á, nghe cũng rất là sướng đấy các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì giải trap nó cao nhưng mà không bị chói nha các bạn. Đây là một chiếc loa mà mình thấy rằng thứ nhất á, là các bạn hoàn toàn có thể là mua về để tặng cho người thân của chúng ta, và thứ hai là với những bạn nào mà thích đi du lịch hoặc đơn giản là các bạn cần một chiếc loa nghe những cái thể loại nhạc kiểu như là sôi động EDM thì rất là phù hợp, và đặc biệt là nó có những cái tính năng hỗ trợ rất là đắc lực cho chúng ta cho cái quá trình sử dụng. Và với cái BL5 này thì bên nhà LG cũng có công bố rằng là các bạn có thể là sync đồng thời 100 cái loa kết nối lại cùng một lúc. Trời ơi, mới chỉ có một cái loa thôi mà mình thấy rằng là nó đã làm cho tình cảm hàng xóm láng giềng có vấn đề rồi, mà kết nối 100 cái thì không có điểm gì phải bàn nữa, đúng không ạ? Mà thôi các bạn không nên như thế, chúng ta chỉ cần một loa là đã ok rồi. Còn về cái phần thời lượng pin thì bản thân cá nhân mình cũng không có để ý kỹ lắm về cái thời lượng pin các bạn ạ. Nhưng mà trung bình thì mình kết nối với laptop này, mình kết nối với điện thoại để vừa làm việc vừa nghe nhạc thì nó đâu đó khoảng tầm là 4 ngày là mình sẽ phải sạc nha. Tất nhiên là không phải lúc nào thì mình cũng nghe nhạc cho nên là nó mới được dài thôi. Còn nếu mà các bạn nghe nhạc liên tục á, thì theo như công bố của bên nhà LG á, thì nó sẽ có thời gian nghe nhạc đó khoảng tầm là tiếng như các bạn. Còn về độ trễ âm thanh á, thì mình thấy rằng đây là một chiếc loa mà nó sẽ phù hợp cho các bạn nghe nhạc hơn. Chứ còn nếu mà các bạn mà chơi những cái tựa game sinh tồn á, thì tốt nhất á, là các bạn không nên kết nối cùng với BL5 nha. Bởi vì mình thấy rằng là độ trễ âm thanh khi mà chúng ta chơi những tựa game sinh tồn á, thì sẽ hơi nhiều một chút xíu đó. Cho nên các bạn cần phải lưu ý vấn đề này nha. Còn nếu mà nghe nhạc hoặc là xem phim á, thì nó không phải là vấn đề các bạn ạ. Và đó là những điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái loa LG Xboom Go BL5. Đây thực sự là một cái loa mà nó rất đáng để các bạn cân nhắc lựa chọn trong cái tầm giá khoảng 1.490.000 đồng. Và các bạn muốn bọn mình so sánh cái loa này với những sản phẩm nào thì comment ở phía dưới của video ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì bye.